Ok, và hai sao bạn đã trở lại với channel mình. Mình là Hành Dung Gaming đây. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series GTA 5 ha. Gì cười? Gì cười? Gì cười nấy? Tôi chào mọi người cái ní này cười trong quê tôi vậy trời. Không hết thì nói đi chứ có gì đâu mà em làm kỳ vậy? Em làm gì đâu, Đúng em rồi, tập cười em trước. chào mọi người mà. À, các bạn nhé, tập trước không đang đút dầu sôi lửa bỏng thì anh em này trốn rồi à, bắn nhau vậy trốn mất tiêu luôn à, anh em mình phải một mình mà giành lại ngôi nhà từ tụi lính đến thuê các bạn. Rồi hiểu rồi, tình tình nghĩa anh em có chắc bền lâu Đâu thì có đâu, em là con gái đứa chân mến tay yêu, làm sao mà em mến đấu đá được tèo là gì? ai, chân yếu tay mềm, làm sao mà em đánh đá được ai, thì em phải để cho mọi người làm thôi chứ giờ làm sao. Ha, chứ gặp một người bạn ngày xưa của anh cũng cũng giới tính nữ như em là người ta kiểu liều mạng với anh rồi, ai bỏ À anh vậy chung với hả? em. Thôi nói vậy thôi, để thôi nói nhiều quá vô công giận hờn nữa, có công đó các bạn. Giỡn chứ ngày qua Anna bị cúp điện. Ủa là không, Bonnie bị cúp điện các bạn ơi, nên không có quay tiếp được à, nó Vậy lộn thiệt. ho, xíu sao dạo này tự nhiên đau hỏng quá ta Nè, ha. thôi Trời, thôi tiếp thôi, theo hơi đau hỏng bỏ qua chủ đề đó đi. Nay mấy nhỏ rủ mình đi đua abroad SCZ nè em. Tụi nó nói, đi tụi đua nó xe hả anh? nó tổ chức giải đua xe abroad đâu trên công trường như này Ui, nè. Nó đã kêu anh ta này cho em vui chứ. ok luôn, cho em đua luôn. Đây em cũng Nay muốn đua nữa. vậy hả? Ngồi nhắm cái vô địch đâu mà muốn đua. Thì biết đâu được đúng không? Không. Mọi người toàn kêu hả hả, không thấy em đua xe. Nay Bao cho em giờ đua không bao xe giờ thấy rồi. em lái xe hết trơn á, toàn toàn anh chở em không à. Rồi các bạn sẽ được thấy xuống lái Đây. đi. Trời ơi. Cởi cái ba Ai lô ra em coi. ôi làm gì xuống Tên cởi ba lô xui ra. Thôi suy nghĩ lại rồi tí em tự được á. rồi đi. Má lái xe mà cởi ba lô là thấy có điểm rồi. Mấy đứa nhỏ nó hẹn lên công trường trên đây nè, nó có săn đua abroad vui lắm, nó kêu anh lên chơi với tụi nó nè, Ở đâu chứ? ở đây nè, nó hẹn ở đây, anh ở đây nè. Đâu Ở chỗ trời? này đâu ta, má Thấy nó ai có đâu? bẹp, nó có bẹp mình đâu mà tới đây đua không, mấy đứa nào hết vậy. Thấy Rồi ai đâu? Chuyện gì trời? Ê! không không mấy ai hết nè. Ủa Có mấy ai cái này đâu đâu? rồi, em Tạo rồi! thử gọi điện Biệt thoại cho nó ơi! rồi. Ơ Tạo kìa, là... từ để tí anh gọi thử con Dương coi sao kỳ vậy, không thấy nào ở đây ta. Nay đi ăn mừng các bạn, đi off road đi xả Chết chết bữa cha nha rồi các danh bạn. bạ gì mà không có ai hết trơn vậy nè. Chắc là dễ gì có số Ui. của anh, dễ gì đâu. Đâu anh Lâu đọc tốt quá anh đẹp luôn. lâu nè Dương hả? đại ca tới chưa vậy? Không có, anh đọc, mày đọc số của điện thoại của anh coi. Anh gọi mày Ok chỉ hỏi để hỏi số điện thoại của anh rồi. Số anh số mấy vậy? 933 933 229. 933 Rồi gì nữa? gì nữa, 229 229. 229 Rồi luôn chưa? vậy thôi hả? Rồi vậy thôi rồi, tắt máy. Gung chưa, gung Rồi chưa tắt máy rồi. Chưa gung, chưa gung, nhắn lại rồi, đi. Nãy người điện thoại gung đang bận mà sao gọi được. Nhắn hả? lại coi. Tên số mấy? 933 229 9. Ừ, số điện thoại đẹp vậy luôn rồi đó. Rồi có nè. Của em rồi là nè. 800194 đúng không? Đúng rồi, số của em á. Rồi ok. À quên Đâu? nữa. Rồi sao Đâu mà vậy? mình luôn? Trời ơi, bấm vô dấu cộng ấy, vô danh sách liên lạc đó, bấm vô chữ liên hệ này, vô dấu cộng danh sách liên lạc nè, bấm vô rồi bấm tên rồi nhập số, bấm thêm là xong được chưa? Trời Bé ơi. ba. Nhiêu ta? Dạo này Chín mình bị ba bóng kinh ba người các bạn, mình bị máy hai tính hai quá ta. chín 933229 đúng không anh? Dạ chị, dạ chế, số điện thoại của em á Hello. 933229. Bé ba nha. Cái gọi gì Còn vậy? gì với ba với tư gì nữa. Anh nghe nè. Mày Cái gọi làm gì hẹn á? rồi, mày hẹn anh tới chỗ upgrade rồi, tụi bay đâu hết trơn rồi. Ở Anh chạy vô vòng vòng luôn anh không chỗ thấy luôn nào. công Có trường hẹn đó nào đại đâu, ca. mày giỡn mặt hả? Dạ ngay chỗ công bi nè. Đâu có hẹn nào đâu. Mày công bi á, đại ca tới chỗ chưa?
tới tới Gì? tới ngay cổng công trường rồi nè, có khác Đúng nào đâu. rồi, tới đây đi thẳng đi. Ôi, có Đi thấy thẳng dàn đi. dàn xe đồ chơi Ủa? tụi bay điều khiển xe hả? Đây chơi điều khiển xe Ok, trời. xe Tại đâu? áo ấy gì nè. Ok. Hèn gì mày. Ai vừa nó vô ra từ xe Gì điều vậy? Alo, ôi, đã chưa? Cái chú ra được vậy? Chưa? Bất ngờ Đâu chưa? ra vậy? Bất ngờ chưa bà già? Nãy có thấy bất ngờ không nãy? Bất ngờ chung già. Ủa? Bất ngờ chưa? Nãy giờ tụi em trốn trong này hả? Đúng rồi. Ủa vô Đúng vô, vô rồi. lấy được hả? Đâu 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 vô 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 giữ thử thử. Nãy anh đi đúng vô vô chưa? Vô vô anh Vậy ơi. hả? Ui. Anh đâu thấy đâu. Ui vô được nè, cu tê gì vậy? Wow. Ê, xe này mất rồi vậy? Hả? Đưa xe này mất chất. Ôi, anh em mình bị biến nhỏ lại nè bạn. Uống cô nàng vô hay sao á? Chui qua đi, chui qua đi ơi, chui qua đi, chui qua đi. Ôi, chui thử gầm xe hơi coi được không? Trộn đi. Cái này chơi chúng tìm được không? Trộn đi. Ôi, chơi chúng tìm được luôn nè. Lúc vô với. Trời ơi. Lúc vô với. Ê, cái này mình đua xe xong mình chơi chúng tìm được luôn nè, được nha mọi người. Đúng rồi. Bây giờ vô tập trong đua nè. Thử đua nè. Ở đô hả? Em chung dạ, rồi rồi. Ai chung tập trung tập trung tập trung chỗ này nè, chỗ xe xanh của anh nè. Đâu? Mà, ui. Gì vậy? Ui, đi giờ một anh nha. Sao vậy? Trời ơi, chạy nó mặc đồ. Ủa, chưa. Rồi rồi, tập trung tập trung tập trung. Đâu? Anh đâu? Anh đây nè. Đi ngõ lan nè, đi ngõ lan nè, ní ơi, đi ngõ lan ní ơi. Em chiếc xe màu xanh nước biển nè. Đi ngõ lan nè, rồi ra đây, ra đây, ra đây. Rồi mình đua theo cái đường này nha, từ từ để mình chạy một vòng làm mẫu ấy. Khoan anh em chạy từ từ cho biết đường nè, đủ hết chưa? Thôi đi đi. Rồi chạy một vòng. Ôi đừng có đụng ngang con Uni này. Chạy một vòng cho biết đường đua cái ơi. Chạy từ từ thôi. Chạy từ thôi. Chạy từ từ. Ôi. Cái đường đua này tính ra nó nhỏ nhưng mà mình chạy xe này thành cái đường nó chà bá luôn, có bay luôn kìa. Wow, bay lên luôn kìa. Ủa? Bay rồi, đi đâu? Đi quẹo thôi, phải rồi, ra rồi, phải rồi. Hay là đường còn rồi. Rồi, đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Trời ơi, đâu rồi? Đường nữa, đường nữa. Ôi, đường nữa, đường nữa. 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 Đường Ủa? Sao đưa từ lơm vô luôn rồi? Đây hả? Ủa không phải đi vòng ở đây hả? Bây giờ đi đâu vậy? Ờ đi đường này mới đúng nè, anh trong đi xa đường rồi, đường này mới đúng nè. Đường nào? Cái này nè, anh đi theo em mà đúng rồi. À, đi theo nè, anh theo bôn đây nè. Chiu. Té rồi. Bay nè, bay nè. Bay à, bay. Nhiều. Bay nữa nè. Nhiều. Cứu em. À đây 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 đây. Trộn lại lỗ mèo lại. Xe này cũng kẹt được nữa ơi. Hả? Ơi. Sao mình vậy? Chứ. Dạ. Ai vẫn chưa biết được đua nha. Tính ra vẫn chưa biết được đua luôn á. Ủa? Chúng ta đã dạ, nghèo quá. Ừ thôi mình chạy ra ngoài đường nhựa đi, chạy ra ngoài đường nhựa đi, kiếm cái đường nào dễ đua hơn anh em ơi, đường trong đây cũng còn ngoài quá. Ra 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 ngoài đường nhựa đi. Anh em tìm đường ra ngoài đường nhựa đi. Tại em không biết chừng nào mới chạy tới nơi nữa. Dạ. Dạ. Nhưng mà chiếc này chạy lẹ hết, đúng không? Ờ. Chiếc này chạy du vết nhỏ nhỉ? Là tiếp mát sẽ biết, tiếp mát sẽ biết nhỉ? Chiếc này chạy không được nó vậy. Mọi người sao ra đây được đó? Đâu rồi, mọi người đâu rồi? Cái hình nhau nó dám được. Em chạy ra qua đường nhựa đi. Kiếm đường ra đi. Hà là, chỗ này, hà là. Anh kiếm cái dốc mà nó bay ra được. Không có dốc nó bay ra được đâu. Anh thử rồi. Mọi ra đường nhựa, tập trung ngoài đường nhựa nha anh em ơi. Nó xe chạy mất đầu rồi chứ. Xe cháy, xe cháy, xe cháy. Đường kia cũng cháy mày, vô trong kia coi còn chiếc nào không, lấy ra đi. Chạy sao cháy xe luôn trời. Hư pin. Chưa xe pin. Đừng có tông quá, đừng có tông quá, hư đó. Xe này có người điều khiển á. Xe này mình điều khiển với ai? Không, ừ. Là có một điều khiển rồi đằng xa, điều khiển từ xa. Rồi, cuộc đua kỳ đủ, bây giờ mình chạy ship hàng ngang nè anh em ơi. Mình chạy đua đường thẳng nè. Ok chưa? Đường đồ đi, mình chạy đường đồ đi. Phải đi đường thẳng chứ đi, chạy cho quen xe đi. Ai không,
tung tung không còn chiếc nào nữa anh ơi, hết chiếc rồi, hết xe rồi. Mấy chiếc rồi. Lấy chiếc hư lại đây, lấy chiếc hư lại đi, nó hết hư, nó cháy hồi nó hết à. Không, nó còn có vô cái lỗ giọt gì luôn anh. Có chiếc chiếc này hay là cái gì chạy bộ với nó. Chạy bộ đi. Vậy em cầm chiếc rời số 3 chạy heo đi. Còn chiếc nào đâu. Anh Giang ơi, đứng thẳng hàng lên. Đừng có cắn xe ba nha ba. Không, mẹ cầm chiếc G63 ra, mày đậu sau lưng chiếc này đi để cho nó hoành tráng, nhìn nó nhìn mới biết xe này nó bị xe nhỏ nha. Mình kiểu kiểu như mình bây giờ mình đang phải có chiếc xe bự đậu kế bên thì mình mới biết mình là xe nhỏ luôn á. Đúng không? Chứ xe nào cũng ngang xe nào á. Tạc vô thế giới khổng lồ các bạn. Trời ơi, cái của anh nha. Mình đậu sau lưng của anh kìa. Ê! Ôi trời ơi. Đậu sau lưng á, về kìa. Đậu sau lưng kìa. Sau lưng này đậu trước mặt rồi. Ủa? Đậu sau lưng. Ủa anh nhìn xe nhỏ quá, biết thế nào đậu nhỏ luôn. Rồi. Ở đây để chụp hình ngay. Má nhanh nè, đừng máu mày. Lùi lại nha. Không chạy vô hàng anh ta. Má mày chạy qua đây. Đứng bên ngoài thì có đụng chứ. Mưa đi ông trời ơi. Mưa đi ông trời tắt mưa. Được chưa, được chưa? Mình lùi vô đây. Chụp tấm hình cái đi ca. Em vô em nghe. Anh Trung lùi vô đây đã. Rồi. Rồi để con mẹ nó dẫn đầu đi, con mẹ nó đi bảo vệ đây chứ anh em. Thẳng này đi. Chú này đi tông rồi cút. Rồi anh em đứng im nha, em chụp hình nha. Tuấn xin lên Tuấn. Ê bây giờ. Ai đi 29 xin xuống. 1, 2, 3. Chụp hình mà ngồi tướng vậy hả? Ê bây giờ 1, 2, 3 mình xuống xe thử cái coi 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 có người có bị đè nha lên nhau không ta. Thử không? Thử không? Trời. Trời. Đếm đi, đếm đi. 1, 2, 3. Lên lại, lên lại, lên lại. Nhập hồn xuống xe lại. Ê, anh đụng xe mày. Trời, anh nhập hồn xuống xe rồi. Có đứa nhập lộn xe đó. Rồi rồi. Được rồi Kim ơi, tụi anh chuẩn bị đi nè. Chạy trước đi Kim. Chạy trước mở đường đi Kim. Em mày chạy nhanh hơn, mày mở đường đi, tụi anh chạy theo mày. Bây giờ em sẽ nổ 3 tiếng súng là sẽ chạy liền nha. Mày chạy về đâu lận? Chạy đi. Ok. Chạy thẳng ra ngoài biên giới đi. Rồi chuẩn bị nè. Let's go. Ai dám bỏ lại rồi chú đi. Má chứ người nó chạy nhanh nha. Kìa. Thôi kìa. Thôi kìa. Bỏ lại rồi. Yêu yêu yêu. Bỏ lại đùa rồi. Đùa kìa chạy theo chiếc G63. G63 chạy từ lại mày. Đó là mắt. Mắt 96 à. Ừ mắt 96 à. Mắt 96 à. 97 nè. Dẫn đường đi để chứ G63 dẫn đường. Mình cứ chạy theo G63 thôi. 98 rồi nè. Dẫn 96 bây giờ. Dẫn 96 nha. 95. 101 nữa. 101 mấy vậy à, dẫn còn kế bên này. Cứ chạy theo chạy game đi. Chạy game dẫn đường. 250 nè. Mở cái cổng đi, mở cái cổng đi. Mở cổng nha game, chạy trước mở cổng nha game. Đứng gì mở cái cổng đó. Ê. Để đồng xe lâu à. Cổng nó mở. Lão quá. Thấy mở. Quẹo đá nè, quẹo đá nè, quẹo đá nè. Đi thẳng luôn đi, đi thẳng luôn đi, đi thẳng luôn. Cái gì vậy? Chạy rồi, quẹo trái rồi, phải. Rồi gây trái rồi, rồi gây trái rồi. Tôi chống làm với đại gia luôn á. Đi ra. Nói anh dân rồi. Cười chuyện nó cán xe giờ. Anh Trung kìa, anh Trung mở gì lên núi vậy? Đậu, anh có lên núi đậu. Má nó ép mình cái lòng mặt. Cái đấy là lên đi. Đấy rồi. Nó chạy vô luôn rồi kìa. Ở đây cô dầm lại, anh đi dầm lại. Có đường là chạy thôi. Anh em dầm lại. Quẹo đi. Thì up rush mà vô. Up rush mà không vô đường chứ đông quá. Đâu vậy? Ê, trời ơi. Má nó đụng em đi ngược đường. Đi tiếp hả? Đi tiếp hả? Không, đường này xấu. Đường này xấu quá. Đường nào chạy up đường mày, đường này chạy đường mà. Up rush mà. Ừ, đường mà, bình thường mà. Là đi nữa chưa mọi người đâu hết rồi. Tập trung lại cái cầu đi. Tập trung lại cái cầu đi rồi đi tiếp. Rồi rồi tập trung lại cầu. Rồi 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 rồi. Tiếp bây giờ là vậy kìa. Chạy hoài không bao giờ hết xăng luôn. Như tiền báo. Cái này nó khó mở mở đảo trong bài. Rồi, đúng rồi đúng rồi. Ai đụng nó. Thấy ra hay Innova với tôi đó nha. Ô ai 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 mà luôn.
cái câu trước mặt á, gán xe lên được chơi ta banh được chơi ta mày. Còn đó đòn đi đòn đi nghe banh xe ta mày. Tới giờ rồi đi nè, dẫn đường đi cho game tới luôn cho game ơi. Chạy lại đi mẹ, đường nào chạy cũng được hết á, có đường là chạy à. Em chuẩn bị quẹo trái đi nha, chuẩn bị quẹo trái. Thôi cứ đi theo đó đi, má hàng ngã trái hàng ngã phải không biết đường đâu chạy với tụi bay luôn á. Cứ đi theo cho Kim đi. Ừ. Ngã quỷ dương nè. Bây giờ lót lót xong á. Cứ đi theo cho Kim đi, nó dẫn đâu đi đó đi anh em ơi. Lót xong lót xong thì trời ơi gì vậy, tai nạn giao thông hả? Đi xe đồ chơi cũng tai nạn giao thông có mấy chế. Hỏi luôn. Cái này đẩy lộn thầm rồi. Đèo lấp xuồng rồi. Đi được một đường, một đường thẳng thôi nha, không quẹo đâu nha. Một đường thẳng thôi. Đi đổ xăng đi, dừng dừng chậm chậm trước mặt đi, cho đi đổ xăng cái đi. Đổ xăng mà. Ủa, xăng có bây giờ hết đâu? Mày đừng có bật động cơ lên, mình đừng bật động cơ lên. Em giỡn thôi chứ. Đó. Ủa sao có hai chiếc đi vậy ta? Thắng lại đợi mày ơi. Nó luôn luôn. Lên lên cái rest zone đó luôn. Đâu rồi? Lên cái xăng đậu mùa nữa, lên cái xăng đậu mùa. Đâu rồi? Lên anh em Thanh. Đây nè, em lên trước nè. Em nghe xe cho Kim nè. Em tới luôn hả? Mà đổ xăng đi. Không xe, không xe đó mới xăng đâu. Xe đó mới xăng đâu, đổ xăng gì? Chiến thần gì mà đổ xăng qua. Lạc xuống núi rồi anh em ơi. Đây là em xe rồi. Tâm mẹ lật đuối rồi. Bảo lật đuối thì lên xe ngồi chung với Gia Kim kìa. Nào cũng vậy rồi. Dạ, nào lật đuối rồi Gia Kim quay lại ước đi. Là những người thua cuộc. Đúng rồi, thua cuộc. Non, em sẽ cố gắng lại, em sẽ cố gắng mình lên. Xe nhẹo quá, leo dốc đó được. Yếu, yếu này yếu. Ở đâu, ở đợi. Ai người kia đâu, ai người kia đâu. Mình lên, mình đi vòng một vòng lên gara 12 giờ luôn nha. Uống chiến hả, uống chiến hả. Chạy hướng 12 giờ thì xe luôn. Ây da, em bị xe rồi. Bây giờ nè, bây giờ mình chạy lên với qua đầu đây rồi, mình lên rồi. Quá dữ quá. Không có bây giờ vậy đó, đang mính lộn rồi. Không có gì. Lắm lắm. Cái gì lắm. Đi tiếp kìa, đi tiếp kìa, đi tiếp chưa? Đi. Đủ rồi, tiếp hành trình đây. Ê, gì? Mày đi quá. Đi. Mày quảo gì? Đi. Đi đi, ăn hao đi. Bây giờ nè, anh em chạy hao sao mà té là bị bỏ lại, gắng chịu, tự tìm đường nha, không đợi nữa đâu. Rồi, ai gớt rồi tự... Trời ơi. Nhảy đường chết rồi. Mà ông trung ơi. Không được đó luôn. Nhảy đường nó chạy khói bụi dữ chạy. Không mấy chiếc xe luôn á. Không khí Đà Lạt. Không khí Đà Lạt. Nó hồi bù lý được xe kìa. Chạy đi anh em ơi. Mà chạy đường tắt vậy. Vậy đó, người thành công còn có đeo, người công có nói riêng. Người công có nói riêng đó, nó đi tắt xong đi sau luôn. Ủa, bữa nay dạo bữa nay chạy dữ ta, tại đua khác với ta. Đi đường tắt nè. Báo nha, bây giờ mình đi từ chỗ con gái nha, bằng đô. Rồi. Mới về. Ui da. Chờ cô cả kìa. Rồi số 3, ê. Con gái nó Nguyễn kìa. Đá gì qua vậy cô già đẹp mày đi má ơi. Đang hơi phim mày. Trời anh em chứ. Đá gì quá anh em mình làm thịt. Còn thịt đơ thịt. À mình đem go, lên go. Lên gara 12 giờ mình sửa cái xe cái nè. Anh em buôn đoạn mình là mãi đỉnh. Không ai thắng nổi. Nổi đâu. Rồi số 3 đi từ tổng ơi. Rồi số 3 đi. Con chạy dữ ra trời. Để lên vô. Để lên. Chạy đi. Em đi đứng chờ này á. Ừ, đứng chờ cái gì đang đua đứng chờ mày đi nữa. Số 3 đi từ từ thôi. Để anh ta đi nữa. À, cái xe còn cục kiết khó chịu. Cục kiết gì vậy? Ê, không mấy mình lên ngọn núi cao nhất đi.
Chưa lát rồi đó. Ừ, sửa xe nữa. Sửa xe nó đi rồi, lên núi rồi biết nha. Đi thẳng luôn, đi thẳng luôn. Đi thẳng luôn nè, lên núi, lên núi. Nè, đẹp phải chứ thẳng gì. Không có đuổi chứ thẳng lắm, trời ơi. Lên núi nè. Không có đuổi núi đó, mà núi cao nhất gì mày, cái núi núi bà đen hay gì mày. Không có đuổi đuổi nha. Sửa xe đi nè. Lên 12 giờ, lên 12 giờ sửa xe đi. Lên 12 giờ sửa xe cái anh em ơi, tập hợp 12 giờ sửa xe đi. Núi chi lát bình yeah, chắc nó dắt lên núi bà đen nha. Đúng rồi. Đầu núi nhà nó hay sao á. Đúng rồi. Cái núi bên trái không ghẻ đi ghẻ núi bên phải là thấy tàu ao rồi. Đó, núi núi chi lát kìa, núi chi lát chứ mặt kìa. Ừ, nó đi kìa. Mát gì hết. Chạy đúng lên đi mấy bà. Chúng mình nói chạy đúng lên đi, chạy xe nhỏ chạy lên trong đi, xe lớn chạy bên ngoài. Như lý chạy được ngoài đó đi. Mày trẻ mày. Không thể cản bước được Mai Gaming đâu. Ủa, dành chứ mà, không có dành. Gì? Ờ, sao mà trúng được, sao mà trúng được, sao mà trúng được. Chạy vào gầm xe luôn. Chạy trên xe rồi. Ui. Ui da, ui. Không sao, không sao. Không sao, ấy da, không sao. Lì 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 lì. Ê, nó cán muốn hương xe rồi, đừng có cán nữa. Đừng có cán nữa hương xe mày. Sụt trói rồi. Quỷ. Rồi rồi rồi, má, tới sụt trói. Anh 700 đồ bền, anh 800 đồ bền, anh 900 đồ bền rồi nè. Nó cán. Đừng để nó cán cái đầu nha anh em ơi. Cán cái đầu là học ngu đó. Rồi đi học đâu ngu. Má, má học ngu rồi. Nãy chơi anh. Hồi xưa, hồi xưa mọi người có đi học mà đỡ ăn trúng cái gì làm gì bậy bạ rồi chị nói mày làm cái này sau này mày không ngu không? Hồi đó em còn kẹp 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 cái lá vô trong vỡ để mong mình học khôn hơn nha. Để tập rồi bị, để tập sách rồi bị khác nó ngồi lên cái là mình học ngu liền á. Chưa tin lắm, tin mấy nhiêu đó lắm. Cự. Ôi sắp tới rồi, đừng có mà, đừng có mà. Dạ, người nào lên đây em đụng nè, em. Người nào lên đây em đụng nè. Quá, 4.000 đậu bền rồi, trời mà mình vẫn lết được. Cứu tôi. Trời ơi, cứu tôi, xe tôi sạch khói rồi, cứu tôi. À, tao, tao, để anh không cứu, anh đã, anh đụng xe mày rồi, giờ mày cứu không, anh đụng mày nè. Mày đã đụng người kia rồi. Thôi mà, tao sửa xe rồi. Mày nhớ mày, mày. Mày. Đừng có đụng ra để cho sửa xe. Rồi lên con núi cao nhất nè. Xe này không phải leo núi sao ta? Leo không nổi rồi kìa. Nó không phải xe này đi được. Mày ngứa rồi, không có niềm tin gì hết Dương. Mày buôn đi gì cái xe. Mở cửa, buôn rồi. Bà quậy thiệt chứ. Bạn không có đủ chi phí xe. Không kệ mình chạy xe. Chạy xe xịt khấu này luôn, không sao, không sao. Đưa đây, đây, đây. Ờ, được, 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 được. Không. Anh vậy lại chứ chạy được. Được, xe anh bắt tử rồi. Xe anh vô có hệ bắt tử rồi, xịt khấu vậy chứ nó mạnh thêm á. Em nghĩ chứ một hồi nữa, không, một hồi nữa anh phải đi xe tàu á, phải đi bộ á. Em thấy cái xe anh nó bốc khói lên không? Đang đau lưng trong. Nhưng mà sống được. Hiện nào xe anh mất tử rồi. Đừng có bán. Bữa nào lại. Tỉnh tông mới coi. Trừ đồ bệnh á, đứng dưới gầm xe nó bị trừ đồ bệnh đó mày, học ngu đó con. Nó bị cho nó vô vô người chưa thấy bọn què. Trừ gầm xe cho một bọn. Đừng có lại xe đây, gắn xe mở rồi còn gắn vô lại nữa. Rồi bây giờ chuẩn bị lên ngọn núi cao nhất, anh dẫn đường cho lên xong chưa, xong hết chưa, tập hợp ra ngoài. Chỗ cái xăng này đi nè, đi nè. Ngọn núi cao nhất rồi, biết đường luôn rồi. Rồi đi nè, anh dẫn đường nè. Có xăng cái á. Không, phải có đường đi mới được mày. Phải nè. Không, đi theo anh nè, má mày biết đường không mày. Phải, đường trái nữa. Không biết. Đường anh mới chế ra mà sao mày biết được. Đường anh còn chưa đi lần nào mà mày biết. Trời vậy vậy. Đâu biết đâu đó. Dắt đi nữ đi hiểu nè. Theo anh. Từ từ thôi nha, đợi nhau nha. Trời ơi. Cái dốc đầu tiên luôn á. Tính ra cái dốc đầu tiên luôn á. Đang đâu vậy? Vấp ngã đầu đời luôn.
Đi theo xe màu xanh lá nè, thằng nào chạy trước đi lạc cái chịu nha. Thôi, đi theo rồi. Sao mấy ông à? Ông thấy đi nó bộ rồi mọi người ơi. Ta rồi. ABO đi dánh, ABO tên tôi là được. Anh Trung, ví dụ mình đi chiếc này đi dịp đường ra. Nào em. Có công với mùa đôi luôn. Đây, nè đi đường này lên nè. Ôi không nhìn thấy chưa luôn. Anh em đảo qua góc nhìn thứ nhất á. Đảo qua góc nhìn thứ nhất á. Đảo qua góc nhìn thứ nhất á. Chạy vô lắm. Ôi hay đã à, đã không? Đã thiệt. Ôi sao nó lại quánh gì? Mày vậy. Trời ơi nhìn thứ. Ây da. Nhất cái đầu á. Nắng quá. Thầy ơi muốn đi núi đà bà đen. Gắn leo đi. Ây da, ngược lại. Ây da. Anh em đừng có nghiêng xe ra, nghiêng nó lật á. Yếu yếu. Non. Ôi. Ây da, cái đó cái giống ác. Trời ơi. Lật nhất cái đầu luôn á. Đây là gần đâu vậy? Cứu tôi. Trời ơi, cứu tôi. Lật lại về trên đây là bắt đầu luôn nào. Trời cứu tôi. Mở mắt lên nha. Ok, cứu tôi. Ủa, sao xuống đây luôn rồi? Đuổi chị. Đừng có bẻ lái nhiều nha em, cứ đi thẳng thôi. Ok. Bẻ lái nhiều nó lật á. Đi theo anh này, anh lái mấy cái này gành lắm, chuyên nghiệp mà. Chuyên nghiệp gì em tới, cứ biết đồ nè anh. Chuyên nghiệp xe á. Thấy, lên cái đỉnh núi nè. Lên cái cấp treo nè, thấy mọi người đi ngơi chút kia. Mày xạo quá mày ơi. Mày xạo quá mày, tao đi được tiên nè mày. Xạo nữa mày. Ây da, gỡ số 3 mới đi nổi. Ok, em bị nhọc rồi, nhọc rồi. Anh thấy vàng xe leo dưới rồi, bồ đi thấy không? Em thấy. Nó cũng đâu có nhanh hơn mình đâu. Em mới tới nơi nè. Ôi, con này leo từ từ lên được ha, con này mạnh ha. Con này mạnh mà. Cái này trên núi mà mạnh động cơ đồ chơi mà người kia động cơ đồ chơi em động cơ điện mà em lực kéo động cơ đồ chơi em mà chạy bằng xăng mà không xe điện mà nhức đầu á điện mà coi lên tới mặt phẳng á cho sống rồi đâu có nhìn thấy nhất được đó đó là không nhìn thấy qua đây nè không được anh ơi lên núi không được đuổi 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 kìa vào tay chị nó có cái nào hầm móng nhanh không lấy được xe chưa chết đi sống lại rồi em lại rồi đợi nè đừng đợi nè ủa còn mù đâu rồi đâu mù đâu không có chưa từ từ anh em đi trước đợi đòn nhớ anh em đi anh tới nè anh tay nhắn kia là chết đi sống lại là hầm móng ơi chỗ này mình có một cái chạm dừng chân xíu nè anh em ơi dừng chân nghỉ ngơi xíu đi Yo. Có chuyện tụt dốc á, đậu xin lên tụt á. Tụt dốc. Thôi được rồi, dừng chân ngồi trên xe luôn nha em ơi. Vô an toàn. Rồi nào có kinh nghiệm chẳng đường đi, thằng nào chẳng đường đi. Ôi xem lên đây anh em đứng để đem xuống dẫn đường nha, dẫn xuống đường nha. Đây lên nè. Đừng có chen nhau té núi bây giờ đi lên cực lắm anh em ơi, từ thôi. Đi xéo nhau. Đi xéo dễ lật lắm á. Đừng cứ đi thẳng đi, xe bò nổi. Rồi, tới công chuyện đâu. Không sao lên được. Đừng lật nữa, đừng bỏ ý. Sao mà đi? Một đi. Cái bồ yếu dữ à. Lên đi mấy bồ. Em thấy rồi. Em lên được đến đây thôi à. Chánh khó. Cái gì vậy em? Nè, theo anh dẫn đường cho. Chạy qua. Rồi ghé phải lên, ghé từ từ thôi. Lên, chúng ta lên dừng thêm lần nữa. Rồi đổi coi em nhìn thấy nhất chạy từ đây, đúng rồi. Thẳng luôn em ơi, ghé phải xíu. Em cứ đi thẳng đi. Cứ đi thẳng thôi, đừng có quẹo đâu hết á. Dừng chân đá thôi. Dừng chân đợi tụi anh đi. Mấy em chán em với vỏ chai, cái vỏ chai trượt xuống làm anh dắt anh muốn lộn mèo nè. Ê, anh Trung ơi, tôi chờ anh Trung ơi. Trời ơi. Quá, máu rồi chứ. Thằng này con không về luôn, thằng này con không về. Quá, nó chạy. Giữ lại, làm ơn. Cứu tôi rồi, hắn lại được. Dạ, giờ thằng nào bắn hả?
À, thì cái nhìn xe da kim làm thắng là cái tụng dốc luôn. Ok 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 không lên được luôn á trời. Tôi biết rồi nha, tôi đi đâu rồi, em đâu rồi. À, em vẫn chỗ cũ nè. À, bị tụt xuống lại rồi. Có thông báo anh Dương đã tụt xuống gì, đã xuất phát. Má lên xe. Rồi đi thẳng thôi, bu đi, cứ chạy thẳng thôi, đừng có quẹo trái vào phải, cứ thẳng thôi. Ok ok. Cứ đi thẳng thôi. Đây là một người nữa về đi. Đè đúp thôi, đè đúp thôi, nó bò lên nổi, bò lên nổi. Bò lên nổi, em cứ bình tĩnh đi. Đúng rồi, lên nổi hết chân à. Cứu tôi ra, cứu tôi. Ổn quá. Quá, cái đi càng thất lạc. Dừng ở cục đá hả? Anh chua, dưa, em về chú anh, anh dưa ơi. Okay. Em đậu đó đợi đi. Về chú anh dưa ơi. Mày mày té núi hả Dương? Em té núi từ té từ trên. Em núi rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em cũng vậy nè. Má rồi. Rồi có ai lên tới đỉnh chưa? Chưa ai chinh phục tới đỉnh luôn đúng không? Chưa. Rồi, đi sau nè. Tôi đi theo anh nè, để anh chạy trước cho. Em cứ chạy theo anh nha. Ủa anh lấy nó nhìn chú. Nè, nè, nè. À, anh vô này chuẩn bị lên đỉnh nữa nè. Ừ. Gì vậy? Cuối cùng về tới nhà ghe nè. Cũng mày cũng mày ghê quá ta. Ờ cũng mày có một người bạn trước mặt nè. Về tới nhà ghe, về tới nhà ghe luôn nè. Ui ôi đợi 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 em ơi. Ui thằng quỷ da kim nó đá xuống kìa má. Ở đây đợi xíu. Đợi từ từ em đang ở đây, đường ri em lên. Ây không ai cứu được em. Thì sao rồi? Cản lại, cản lại. Nhưng em làm gì á? Ấu thì dư bố đời. Thì sao rồi, ổn không? Đây, em đang leo lên lại đây. Có cái đường ác ôm chứ. Đường ác lắm. Đừng có đá anh Kim. Không, em đang leo lên. Má chỗ này lên. Em leo không lên nổi luôn nè. Phải nghiên cứu chỗ này lại, đậu đó đi em ơi, đậu rồi. Từ từ đậu chỗ đó đi, mình dừng lại mình nghiên cứu xíu mới được. Chỗ này khó lên quá. Đậu đây cái. Ừ em lên đường nè. Sao em có đường lên nè. Có đường khác mình đi. Ây da, của em Tim ơi, chết ba luôn ơi. Nè, chỗ này lên kiểu gì ta? Cái này là lái đi này, góc mày bên này má chắc lộn mèo quá. Dương ơi, lên sao Dương ơi. Cái điểm bắt đầu rồi. Cái này em nói thiệt tới ngày mai đứng chưa lên đi. Mày cứ để anh để chinh phục cái chặng đường thôi nhất này. Được không? Lên được rồi, hồi nãy anh lên được rồi. Không có xuống đó anh em rút xuống thôi. Của em cái anh chung người vừa uống sáu anh chung người. Vẫn lên được, vẫn lên được đỉnh nha. Nè, có đường đi rồi nè, có đường đi rồi nè. Đâu đường nào đường nào mình thằng Dương ơi. Rồi dốc bên kia hả? Nãy thằng Dương nó đi cái dốc này lên được luôn nè. Đúng rồi, đi được dốc đó. Dốc đó lên được luôn đúng không? Đúng rồi, đi được. Lên chứ. Xe nó trôi. Rồi đi đi tiếp mình ơi. Rồi. Là ba chiến binh mình sẽ chinh phục đỉnh núi này nè. Hồi nãy thì ca xe mới đầu rồi đây. Đây. Thôi, ngồi đi dễ nha, em đi đường chính đây. Rồi. Để anh chinh phục chứ cho. Cứ chạy theo anh đi. Cái gì vậy trời ơi. Cái gì vậy bà. Ủa. Lên cao. Lên được, lên được, lên được, lên được, lên được. Cứ đè đúp luôn mọi người. Tin tưởng vô chiếc xe. Đặt niềm tin cho nó. Lên được, lên được, lên được, lên được, lên được. Ôi. Ây da, đừng, đừng. Má ơi, cứu tôi. Anh thắng là được rồi, anh thắng là được rồi. Cứ ở đó đi mọi người. Em thua. Em thua nha. Đùm, chỗ này khó. Hay quá, hay quá. Mình đứa công rồi con rồi. Yến Bình cứu anh đi. Yến Bình văn mẹ chứ ơi. Sao đứa không đứa có được không? Sao em lên được không? Chưa, em chưa lên được. Đang lái xe tải thì bị chết, nếu mình quay lại cho cũ. Bà ơi, lái xe bị chết nữa vậy. Ai đem luôn. Sao nhận được? Em xuống, không nhận được mà. Em xuống cái xã hội rồi. Hiểu gì vậy? Có rẻ trời. Em xin vé nữa anh Trung ơi. Anh Trung ơi, em lên em cứ té hoài, khó chịu quá. Chắc em đi đường chính luôn anh Trung ơi. Má, chỗ này với lại chỗ cũ mà.
Sống tiền đình luôn á. Quay lại cho cũ, quay lại cho cũ đi. Lên được bọn em. Anh quay lại cho cũ lấy xe mà. Có phải khó dữ ta? Không có được nữa. Không được đâu. Không hết nổi rồi. Ủa mình đi lộn núi thôi ta. Núi mà đen rồi đó. Đúng núi đó mà mình đi lộn đường thôi. Xe trước mặt em nè. Ủa mặt mèo mau chi lên nè. Tu bé. Chi lát mà lên đỉnh chi lát mà. Tu bé. Đỉnh chi lát thứ nào bây? Ở đi cái đường mà này thứ gì đó. Cao nhất á. Cái núi cao nhất á. Mau được chi lát rồi. Cái đứng cao nhất rồi đó. Trời ơi. Nếu có con nhà, có con nhà trên đây nè. Cái đường này không lên được luôn nè, thôi má chịu thua rồi. Anh chưa báo thủ nữa nào. Mọi người đâu rồi mọi người? Tôi đi rồi. Em tập nguyên một cục ở đây anh. Nè đứng trên cái đỉnh nè, có cái hai cái đẹp, hai cái ống nhòm coi nè. Em đang nằm nguyên một cục đó. Má mọi người lên tới nè. Mày đi theo anh này Thanh, đi theo anh. Đường này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái đường nãy mình qua cầu đó, đi đường đó cho dễ em đi. Cái cây. Ôi, dê xuống lại cái vách núi hồi nãy đi mọi người, mình tìm đường khác mọi người, đường này lên không được mọi người. Xuống gục đá hồi nãy đi, mình tính lại đường khác mọi người. Chỗ này không bất ổn quá. Đây nè, cục đá ngay chỗ chiếc xe hư á. Nè. Á, chỗ này không ổn rồi. Mọi người thế nào anh thấy đi em xuống à, chỗ đi xuống nè. Anh thấy nè, em bên đây, em quẹo qua đây thấy anh chưa, anh người khổng lồ nè. Để kêu mình quân đội nhắn chung sao thấy. Ôi, ông nói lần đầu chuyển chạy đường trong mấy chục km rồi ơi. Bây giờ nào, bây giờ mình có một đường là mình đi qua bên phải rồi mình lao lên trên. Cái đường này dốc quá. Anh bắn lại em tới đường điện. Nè chung cứu đi 46 rồi. Bắn rồi, em chưa tiếng trúng rồi. Đáng sợ quá. Trong cái thời gian mà mọi người kiếm cái đường khác là em đã đi tới cái đường mòn và em lên tới cái núi. Gì hả? Còn mòn đâu rồi? Đường chính lắm vậy, đường có đường chính. Tới núi tao không thấy vậy hả? Đây, rồi nè. Đi theo anh nào. Đi xuống qua bên đây nè, qua đây nè. Đi xuống đường mòn bên phải nè. Qua đây nè, thả dốc từ xuống thôi. Đổi góc nhìn thứ ba, hạ dốc xuống. Thí mẹ, thí đâu. Hạ xuống. Đâu, hồi nào tới núi đâu. Lên đỉnh núi rồi nè. Đâu. Ê, đừng đi lộn nó khác cho mấy ní. Phải lộn, đi giống núi không mấy ní. Cái núi nè, nó để là... Quẹo trái bên đây nè em ơi. Mình đi đường này lên nè. Đó. Cái núi có cách treo nè. Đó. Đúng rồi đó. Leo thẳng theo anh nè, cứ chạy theo anh thôi nha. Rồi thằng xuống là lên đỉnh đâu. Lọt luôn đâu, rồi. Anh đâu rồi? Anh trước mặt em chứ đâu. Thấy chưa? Không thấy không? Lên trên nè. Thấy chưa? Lẹ quá nè. Cái này sơ hở lại rớt à. Ừ đúng rồi. Em thấy chưa? Có thể là em lên kìa. Nè, anh trên đầu em nè, cứ chạy lên đi. Nhìn bên phải. Thấy chưa? Ok. Rồi chạy heo đi. Ôi không. Có cái chạy. Tảng đá ơi. Cản tôi lại đi. Đường này dễ lên hơn nè. Tảng đá ơi. Cản tôi lại. Y tế rồi. Nước núi nữa rồi. Vậy ha. Đường này có vẻ như sẽ lên hơn quá. Đi xe này bị say xe luôn á mọi người ơi. Giống dặn quá. Rồi nó dặn nữa chứ. Đúng quặng luôn á trời. Thấy một bóng dáng ai cả. Đang lên. Dương rồi tới đỉnh chứ mày. Đâu. Em tới đường ray rồi. Đó là tới công chuyện luôn rồi. Đường ray hả? Còn lâu gì? Không gì vậy. Đường này anh với Bonnie lên chuẩn bị tới luôn rồi nè. Ủa mình cũng đi đường ray mà sao không thấy ai ta? Giờ em tìm cái đường nó xa lắc à. Đường này có vẻ đường này nó leo nổi nè. Ui! Dập đá. Thì cái đường nãy mà trời ơi cứu tôi. Trời ơi. Nay chinh phục luôn chứ. Trời ơi cứu tôi. Kìa. Đừng mà leo mệt lắm á. Trời ơi. Tôi thấy má tại cục đá rồi đó.
quán non, quán non. Tới đây, tới đây xã hội luôn. Đây, mới xem nhăn heo luôn rồi. Quán non, quán non. Đi. Tới lại nha. Từ từ. Chóng mặt. Lộn. Lộn mèo chóng mặt luôn á. Ủa em bị gì té vậy? Em bị xìu á. Hôm đó em nhìn thấy anh té thế là em nhìn theo á. Nhìn theo cái lộn mèo. Lộn theo luôn chứ sao. Anh cản cục đó, cục đá nó to bằng cái nắm tay mà nó lật xe anh luôn á. Em lên lại chưa? Chưa, em đang chạy lên. Nổ té xe lao xuống, leo lên thì lâu chứ lao xuống lẹ lắm. Cũng đấy xã hội luôn chứ. Ủa cũng vậy nè. Đánh té chắc cũng nhiều chục lần rồi đó. Má lạy Phật, tôi ăn chay lạy Phật. Em không biết phương hướng được rồi nè. Em cứ leo lên đi. À anh thấy rồi nè. Sẽ tìm được em thôi. Nè thấy anh chưa? Chưa, anh ở bên trái bên phải vậy? Bên trái. Rồi, lên theo anh nha. Từ từ. Nó xịt, nó lần nữa. Trời ơi. Em đừng có đậu lại, em cứ phải chạy liên tục em hiểu không? Đậu lại là lật à, phải lúc nào cũng tiến lên hết đó. Tiến lên, rise up. Rồi. Get go. Nghe tiếng này đi kì nè. Em đang thắng khá là thuận lợi nè anh Trung ơi. Sao mà đi cái này cảm giác giống như chơi cái trò cái người ngồi trong cái chum ghê á. Tại sao? Ông bà quá nè, ông ấy cái gì? Đâu rồi, em đâu rồi? Em chưa lên được. Xuống đấy sẽ hổ. Lên đậu kiếm đá anh đậu ngay. Anh chóng mặt quá rồi. Tái rồi. Ôi rồi. Bộ tình. Hello anh em nha. Đậu quá mình nhảy cao vậy. What the fuck? Bộ tình đâu à? Ồ. Đâu rồi? Anh Vinh sẽ abio cái em gặp. Đâu rồi? Nhà mày đâu rồi? Tìm vị trí mà. Em ở đâu rồi? Đến xuống anh tìm nha. Abio. Em không biết em ở đâu nữa. Rồi. Em ai đi mấy giờ? Em ai đi 49. Anh biết em đang ở đâu không? Đâu? Em đang ở dưới cái chỗ cái đường ray á. Là cái chỗ xuất phát từ đầu tiên. Rồi đánh dẫn đường cho đi nè. Rồi chạy thôi nha, cứ chạy. Nó heo một đường, không dừng lại nha. Rồi chưa? Đi cái đường nãy cầu cầu mình qua cầu á. Không dừng lại nha. Đừng có dừng ga nha, dừng ga là tụt á. Đi đường nó dễ muốn chết luôn. Rồi. Đỡ ông nhìn thứ nhất đi. Rồi em đỡ ông nhìn thứ nhất rồi. Bỏ cuộc, tôi đi đường chính đây. Qua đây nè. Em bỏ cuộc rồi nha nhìn chung. Ở đâu? Ở một xóm. Bỏ cuộc rồi nha anh. Bảo chơi được. Nhưng mà không bỏ đồng khổ. Thấy cái đỉnh mà không lên chưa được. Bỏ lên, chúng ta có thể bỏ cuộc được. Trời ơi, không có bỏ cuộc được. Không, nghe mà, bỏ cái môi. Má mấy ông bà này đứa nào lâu dễ sợ luôn. Chấm má. Chó. Cô. Chóng cái mặt quá. Quá chóng mặt không bỏ cuộc lắm rồi nè. Mày đang làm clip đó mày. Chứ mình chóng mặt lắm rồi đó, mình nói thiệt. Không bắt đầu khổ, sao bắt đầu khổ ơi. Bỏ đi thôi. Bỏ nghỉ dẹp. Đi cho mọi người. Đâu rồi, em đâu rồi. Em tích dưới này nè, bây giờ em không tìm được. Ủa, mùa đêm mình ray hả? Em cũng đêm mình ray. Đau đầu quá. Nhức đầu quá. Nhức cái đầu quá. Đọc ra ngoài chuyện nhé mọi người. Hôm nay đi chơi nha mọi người. Nè đi xe máy lên vậy? Trời ơi báo chó. Quá đi xe kia đi hết nổi á mọi người. Anh trên nóc mà ở dưới đâu đi xuống dưới kiếm vậy? Đi lên hả? Đi bằng đường ray lên á. Ừ anh đi bằng đường ray lên nè. Giữa cái đường màu cam đó. Lên đường cái tên đường màu.
xa thành chân trời gần ngay trước mặt. Chạy 3 tiếng mà họ chưa lên tới nữa bạn. Tôi còn biết rồi. Trong đồ đó giờ còn có ba mấy. Anh thấy cái xe này cũng xe. Thế là anh nói gì? Anh không biết đường không? Anh có không biết đường nữa. Mình đi. Ôi. Cái này cũng khó đây à. Sắp lên tới rồi. Ê, em nói tới nơi này nè. Tới rồi. Tới rồi. Chủ nhà bắt ói cái nút rồi bạn ơi. Chú đợi mua lớp, cái đầu dịch mắc 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 mắc. Ui, cũng có xe lên được hay gì. Cũng có đứa chung ý tưởng nè. Để coi được. Ê, có một chiếc ra được kìa. Để mình vinh danh coi. Ba chiếc, hai chiếc luôn anh. Hai chiếc này dâu tay lên đường nè. Ờ rồi. Sao tụi này chạy lên đường hay dữ vậy? Hay không? Khó khăn lắm. Không được. Sao bao nhiêu lần à? Ối là chéo mà bút chéo ngoài mấy đôi. Té núi mà má, mấy chút mặt má ối luôn trời. Bao nhiêu lần? Ai thì? Hé, vinh danh. Ủa em cho bơi. Ai đi? Vinh danh. Ai đi mấy giờ? Không cứu. Vinh danh. Chơi bắn người ta. Bắn gì bắn xe mà. Vinh danh. Đi 45. Anh em lên đỉnh núi làm kiểu ảnh cái nào mọi người. Làm kiểu ảnh cái đi. Đợi túi, đợi túi. Anh thấy em chưa? Em thấy mọi người rồi nè. Đâu? Ê, có một chiếc lên nữa hả? Nghe tiếng xe lên kìa. Ừ. Ôi, chạy giỏi với trời. Ôi không. Cản lại. Cản dữ vậy. Nó chạy tới đây là cũng giỏi lắm rồi đó. Nga bờ máu dữ vậy. Cản lại, chỉ có té ngược xuống dưới nè. Thế đúng rồi. Nè, bên danh này danh lên trước rồi, đợi muốn chết luôn, xỉu. Ồ, giỏi dữ trời. Chạy hay dữ ta. Nó đi đường mòn á, chứ giỏi gì. Đâu, leo bên kia, leo lên á. Mòn gì, nói gì trời, có đường nhất. Ghê vậy. À, anh ơi, em vẫn chưa có dấu gì dừng lại. Cái đường nãy mình vô rừng á, hay gì mình qua cầu rồi mình quẹo lên. Ô lộn, mình qua cầu mình quẹo lên đúng rồi. Có một chiếc đang chạy lên nữa hay sao vậy? Thế nè. Anh Trung ơi, hai tay lên em cái đường. Anh nhìn đây đúng không? Đúng không? Anh Trung ơi, anh nghe. Anh thấy có một chiếc đang chạy lên mà. Đó. À có đúng rồi, đúng rồi. Nào, nào lên đấy kìa. Ai vậy? Bắn anh em ơi, Chết nó, chết nó. Dương lên rồi. Dâu dâu đứng ngay sao dâu đúng rồi trời dạ please don't be bro come on oh không ôi không ôi không rồi thôi em bỏ cuộc bỏ cuộc đi đi bộ lên chụp hình đi đã kêu biết xin vô nha kem vậy hả Dương mày thôi em về bệnh viện em lấy chiếc người cái ba lên đây. À, tụi anh mày về đi, tụi anh xong video luôn rồi. Chụp hình chào, kết thúc rồi. Ok, kết thúc đi. Em về đây. Ok các bạn, hành trình của anh em mình lên tới đỉnh núi cũng lên được các bạn ơi. Mà công nhận đi cái đường đó quá ơi. Trời nhức đầu luôn á. Anh bị say xe luôn các bạn. Thiệt luôn á. Quá lộn mấy vòng thì chứ đầu mình mà giật băng luôn á. Này bạn nào coi video mà bị tiền đình chắc ối luôn á. Không mà anh Trung cho anh Giang lấy xe máy lên. Cũng sao bỏ cuộc rồi mày lộn mặt quá rồi.
quá mệt mỏi. Ok các bạn ơi, video này sẽ kết thúc ở đây nha. Nếu các bạn thấy thích video này nhớ để lại cho team mình một like, một subscribe rồi trên channel của mình nha. Cũng như đừng quên đăng ký các kênh của team trong thành viên. Ủa, các thành viên trong team của mình. Đúng rồi. Chạy bên ngắn luôn. Bye bye anh em. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.